trên khảo trên thiên ngũ khuê của tổ cha trên trai can chờ ngũ khuê cha ok hai chào bạn hôm nay là ngày 22 tháng 2 2023 thì hôm nay thì mình có một chuyến đi kiểu kiểu về nhà ấy. Chính ra cũng cũng lâu lắm rồi chưa về nhà. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị hết sẵn sàng rồi, chỉ có tâm lý của mình cũng vẫn là chưa sẵn sàng lắm thôi. Bây giờ thì các bạn cùng xem hành trình về nhà của mình như thế nào nhé. Xa xôi chân dày tiếp đi rồi đi để nhận ra nơi đẹp nhất là mái nhà. Bao buồn vui đã trải qua cho nên nào nguội bớt những nỗi nhớ phương xa. Rồi sẽ có lúc quay lại đây cùng gia đình nhỏ bé dừng tay đón trời mây. Sẽ anh bước ta đi cùng nhau cùng sẻ chia những phút giây nhiệm màu. Tôi không muốn phải một mình cô đơn trên cuộc hành trình này. Đã đây mình đủ lớn để thêm bước những niềm riêng. Sớm nay hay đi cùng nhau, tôi đến dắt tay trở về. Vì là bao xa và là bao lâu ta hứa với nhau. Đi để trở về, 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 đi để trở về. Chưa ai
này không đông á. Đi đây